Thưa Chủ tịch, hình như lâu lắm rồi anh không về quê thì phải. Đúng rồi, thời gian qua cậu cũng biết rồi đấy. Tôi bận công việc quá, nên hôm nay mới có thời gian về thăm quê được. Mà hình như sắp tới rồi anh nhỉ? Đúng rồi, cậu đi thẳng đến tiệm tạp hóa kia là tới rồi. Dạ vâng ạ. Dừng lại. Có chuyện gì vậy ạ? Đường vào nhà tôi ngõ nhỏ và khó đi. Cậu dừng ở đây được rồi. Thế còn anh ạ? Không sao, tôi muốn đi bộ một chút. 4 giờ chiều, cậu qua đón tôi nhé. Mà này, cậu đang cốp xe, lấy cho tôi túi quà. Bố ơi, con về giờ này. Ơn giời, Tân về giờ đấy hả con? Vâng ạ. Trời ơi. Bố. Chà, dạo này ra dáng quá đấy. Con là con của bố mà lại. À bố ơi, con có chút quà, con biếu bố ạ. Về thăm bố là vui lắm rồi, lại còn phải quà cáp làm gì nữa. Thôi đi vào nhà, vâng. Nhanh lên. Con ở nhà nhá. Bố ra ngoài kia, bố hái ít rau về nấu cơm nhá. Vâng ạ. À, hay là bố để con đi hái cho. Bố cứ vào nhà nghỉ ngơi đi. Con chạy ra con hái vụ cái lát sau ấy mà. Thôi được rồi, nhưng mà đội cái mũ vào cho nó khỏi nắng nhá. Dạ vâng ạ. Con đi đây. Rồi. Em ơi, cho cốc nước. Dạ. Đạt Phít. Hải Dớ này. Mày làm gì ở đây đấy? Câu này tao hỏi mày mới đúng. Đây là quê tao mà. Đây là quê mày à? Ừ. Mày tao nghỉ nên tao về quê chơi. À, tao cũng đưa sếp về quê. Ngồi đây uống tí nước rồi đi rửa xe cho sếp. Thế á? Con mẹ ngoài kia á? Ừ. Này, hay cho tao mượn, đi thử vòng đi. Mày bị điên à? Sếp tao đuổi việc tao chết. Tao lái một vòng thôi, tao thề, tao hứa, tao đảm bảo, tao sẽ đi cẩn thận. Thôi hiểu không ạ, sợ lắm. Giờ sếp mày ăn cơm với gia đình rồi, mấy khi có xe đẹp, xe sang thế kia, cho bạn mượn đi một vòng. Nhưng mà... Mày có phải bạn tao không đấy? Mượn đi một vòng thôi, yên tâm, tao sẽ đi cẩn thận. Thôi được rồi. Nhưng mà mày đi một vòng thôi nhá. Đi cẩn thận đấy nhá. Biết rồi. Cái vòng đó. Xe của ai đây anh? À, xe sếp của bạn anh. Anh mượn đi thử ấy mà. Thật ạ? Xe đẹp quá anh nhỉ? Xe mẹc mà lại. Em thích. Sau này anh mua cho một cái. Tất nhiên là thích rồi. Anh hứa rồi đấy nhá. Dằm bà cái ô tô. Đối với anh là muỗi. Thôi đi ông. Chém gió ít thôi ông ạ. Em, kia có phải người yêu cũ của em không? Ừ, đúng rồi. Anh ta về quê à? Anh dừng xe lại đi. Ừ.
Đạt phít. Huyền kẻ này. Anh gọi ai đấy hả anh kia? Anh... Giờ tôi khác rồi. Tôi cấm anh gọi tôi là Huyền kẻ nghe chưa? Tại trước giờ có như thế quen rồi. Anh xin lỗi nhá. Trông anh vẫn không khác gì mấy nhở. Vẫn luôn làm người khác khó chịu. Mà này, hai người mới về quê chơi à? Rảnh không? Vào nhà tôi chơi đi. Anh bị sao vậy? Anh nghĩ gì mà bảo tôi vào căn nhà hôi hám tồi tàn của hai bố con anh chứ? Không đâu. Đợt vừa rồi ấy, tôi đã giúp bố tôi sửa lại căn nhà rồi. Không giống như ngày trước nữa đâu. Hiếu thảo quá nhở. Sửa nhà cho bố cơ đấy. Chắc là từ ổ chuột thành ổ lợn thôi nhở. Này, em nói cái gì đấy hả? Em hơi quá đáng rồi đấy. Tôi quá đáng thì đã làm sao? Anh nhìn lại anh xem. Sau từng đấy năm, anh vẫn thế. Ăn mặc thì quê mùa, trông bần hèn thế kia, thì làm gì có tiền sửa nhà. Kìa, em xem lại người yêu cũ của em đi. Người mà năm xưa em mất ăn mất ngủ để theo đuổi. Hóa ra bây giờ anh ta vẫn nghèo nàn, quê mùa như vậy. Em biết rồi. Ngày xưa em ngu em mới yêu anh ta. Còn bây giờ ấy, anh ta chỉ đang xách dép cho người yêu em thôi. Chuyện cũ qua rồi thì cứ để nó qua đi. Nếu như hai người không muốn vào nhà tôi chơi ấy thì thôi, tôi xin phép vào trong nhà. À, tôi vừa hái được ít rau tươi, hai người cầm về mà ăn. Này, anh bị ngáo đá à? Anh nghĩ sao mà bảo tôi ăn cái rau này? Hay là anh nghĩ tôi không có tiền nên phải ăn rau của thằng rẻ rách nha anh? Em đừng có mà xúc phạm anh. Tôi không xúc phạm, nhưng sự thật là như vậy còn gì. Rau này ấy, anh mang về cho lợn nhà anh mà ăn đi. Em, anh thật không ngờ em lại là con người quá đáng như vậy đấy. Dù sao ngày xưa anh với em cũng từng yêu nhau, lại là người cùng quê nữa. Vậy mà xem lại đối xử với anh như vậy chứ. Anh còn hỏi được à? Vì anh quê mùa, nghèo nàn chứ còn sao nữa. Sau từng đấy năm, anh cũng chỉ là một thằng nông dân quen, trồng rau nuôi cá thế này thôi à? Chắc là bố mẹ anh bây giờ hối hận lắm vì đẻ ra đứa con như anh nhỉ? Em được lắm. Thôi được rồi. Nếu như em ghét anh như vậy ấy, thì thôi, anh xin phép. Đây, chặt đi. Mà khoan đã, cậu đang đi xe của ai đấy? Xe tao thì tao chẳng đi à? Có thật là xe của cậu không? Đương nhiên rồi. Sao anh lắm chuyện thế nhở? Anh ấy bảo xe của anh ấy thì là xe của anh ấy. Sao anh hỏi nhiều thế? Hay là anh đang ghen tị lắm phải không? Một người như anh chắc cả đời cũng không bao giờ được ngồi lên xe đấy đâu nhở? Hay là anh ra đứng cạnh xe của người yêu tôi đi. Tôi lấy điện thoại chụp cho một bức ảnh, đem về mà làm kỷ niệm. Lấy cái ảnh mà đăng Facebook chứ. Tôi không cần. Anh muốn cũng chẳng được ấy chứ. Với cái loại nghèo hèn như anh ấy mà ngồi lên xe này ấy thì mất giá trị của nó lắm. Người yêu anh ấy chỉ được cái nói chuẩn thôi. Hai người thôi đi. Tôi đã không muốn phân bua với hai người làm gì. Nhưng mà hai người quá đáng lắm. Được rồi, đợi tôi một chút. Mà định làm gì? Alo anh ạ. Alo, cậu đang ở đâu đấy? Em đang ngồi uống nước ạ. Cậu mang ngay xe của tôi về nhà tôi cho tôi. Xe ạ. Tôi biết hết rồi. Cậu bắt xe ôm về nhà tôi đi.
Dạ vâng ạ. Anh ta gọi cho ai đấy? Anh biết làm sao được. Anh ơi. Anh. Dạ. Anh chở em ra kia một chút được không ạ? Được. Cứ chờ xem sao. Anh ta thì làm được trò trống gì chứ. Lâu lâu tôi mới về quê, gặp hai người, tôi đã muốn bỏ qua mọi chuyện cũ. Nhưng càng ngày, hai người càng quá đáng. Dù tôi có nghèo ấy, thì hai người cũng đừng xúc phạm tôi như vậy chứ. Thôi, anh là cái quái gì mà lên mặt dạy đạo lý cho tôi. Em chào anh ạ. Em xin lỗi, chuyện này... Giải thích thì cậu lên công ty. Còn bây giờ ấy, cậu lấy lại xe cho tôi. Mày giết tao rồi Đạt ơi. Đưa chìa khóa xe đây. Sao mày lại ở đây? Mày làm gì mà đắc tội với chủ tịch công ty tao đấy? Cái gì? Thằng này là chủ tịch công ty mày á? Mày nói cái gì vậy? Anh Tân là chủ tịch công ty SVM đấy. Hóa ra anh là chủ tịch của FVM à? Em xin lỗi, tại em không biết nên... Thôi, tôi không muốn nghe giải thích và nói nhiều, hai cứ tự hiểu đi. Thế nhá, chào hai người. Thằng ngu này, tao đi đây. Tôi sẽ lại. Có chuyện gì vậy ạ? Cậu mang xe đi bảo dưỡng rồi vào sau nhá. Chứ vào làng của tôi rồi ấy, không có chỗ bảo dưỡng đâu. Dạ vâng ạ. Ơ, anh đi đâu đây ạ? Lâu rồi tôi không về quê, tôi muốn đi bộ ngắm cảnh một chút. Đi bộ ấy ạ? Vậy làm sao được ạ? Hay là em đưa anh lên quán cà phê nào, em đi bảo dưỡng xe xong rồi em quay lại đón anh. Thôi, không sao đâu. Tôi nóng lòng muốn về nhà lắm rồi. Dạ. Cậu cứ đi đi. Dạ vâng ạ. Anh Điệp. Ê, chú Tân. Chú mới về đây à? Dạ vâng ạ. Khỏe không? Em khỏe ạ. Anh đi đâu đấy ạ? À, anh ra đầu làng chở ít đồ ấy mà. Anh ơi, anh cho em đi nhờ một đoạn với. Lâu lắm rồi, em không được ngồi máy cày đấy. Vậy chú lên đi. Vâng ạ. Ngồi chắc nhá. Vâng. Mai, thằng Tân đưa phải không? Ừ, đúng rồi. Sao nó lại đi xe máy cày nhở? Thì chắc là về quê. Tưởng lên thành phố làm ăn thế nào, hóa ra cũng chỉ thế thôi. Anh ơi, anh cho em xuống đây thôi ạ. Xuống đây à? Dạ vâng. Ờ. Anh cảm ơn anh nhá. Ờ, tối sang anh uống nước nhá. Dạ vâng ạ. Bây giờ thì anh phải đi ra đầu làng lấy ít đồ. Có gì anh em mình gặp nhau sau nhá. Dạ vâng. Anh đi đây. Em chào anh. Ê,
bọn mình xuống trêu nó đi. Đi. Đạt, Huyền, Thảo đây. Ai đây nhờ? Lâu ngày không gặp nhau, mọi người khỏe không? Ông muốn bọn tôi ốm hay sao? Mà hỏi bọn tôi khỏe không? Tôi không có ý đó. Thế ý ông là gì? Bạn bè lâu ngày không gặp nhau, tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi mà. Cái gì? Bạn bè á? Đúng rồi đấy, chúng ta là bạn á. Mày ảo tưởng quá rồi đấy, thằng con Hoang ạ. Đúng là đồ không có bố. Chúng mày thôi đi. Tưởng mày đi làm ăn xa thế nào, bây giờ cũng chỉ thế này thôi à? Các cậu đừng khinh thường Tân thế chứ. Vừa rồi ý, Tân đi siêu xe mui trần về cái kìa. Siêu xe á? Thì lúc nãy nó vừa đi cái kìa. Cái loại không cha như mày cũng đòi lên thành phố lập nghiệp á? Tao đi đâu, đấy là việc của tao, không liên quan gì đến chúng mày. Chúng mày để tao yên. Này, đi rồi ấy, đừng vác mặt về quê nữa nha. Đúng rồi đấy, đi đi cho đỡ chặt đất quê tao. Lên thành phố nhớ kiếm lấy một người bố nhá. Ê. Thôi đi chúng mày. Lâu lâu không về quê, tao cũng muốn quên hết đi mọi chuyện cũ. Nhưng mà chúng mày vẫn không thay đổi. Tao cũng muốn nói chuyện với chúng mày nữa. Đứng lại đã. Mày tránh ra, để tao còn đi. Mày đi đâu? Mày đi làm ăn xa lâu ngày mới về, mà mày về tay không thế này à? Mày có biết nhục không? Hả? Mặt dày thế này thì làm gì biết nhục chứ. Thôi được rồi, nể tình là bạn, tao cho mày 200. Ra tạp hóa đâu làm mà mũi quà, chứ về tay không thế này nhục lắm, người ta lại cười cho đấy. Đạt nói đúng rồi đấy, nhưng với một điều kiện, giày tao hơi bẩn, mày cúi xuống lau giày cho tao rồi tao bố thí cho mày 200. Tao không cần. Đã nghèo mà còn sĩ à? Thôi mày cúi xuống mà lau giày cho Đạt đi. Mày không biết bệnh sĩ chết trước bệnh tim à? Tao nhắc lại là tao không cần. Với cả ấy, tao không có nhiều thời gian để nói chuyện với chúng mày đâu. Đứng lại thằng con Hoang kia. Mày bỏ ra. Anh Sơn ạ. Chú có sao không? Em không sao ạ. Mấy đứa có biết đây là ai không? Thì nó là thằng con Hoang còn gì ạ? Đây chính là ân nhân của cả làng chúng ta đấy. Đến bây giờ mà mày vẫn nói được như thế à? Là sao ạ? Đây chính là ân nhân của cả làng chúng ta đấy. Anh nói gì? Em không hiểu. Con đường chúng mày đang đi, trường học con cái chúng mày đang theo học, rồi trạm xá, kênh mương cũng là do cậu Tân đây giúp đỡ đấy. Rồi quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, quỹ cho thanh niên trong làng vay vốn để lập nghiệp, mà tao nhớ không nhầm, chúng mày cũng có vay đấy. Thế mà chúng mày bây giờ có một chút thành công lại quay ra khinh thường, xí nhục cậu ấy à? Anh Sơn, những lời anh nói có thật không ạ? Tân, bọn tôi xin lỗi, vừa rồi có những lời nói không hay, ông bỏ qua cho bọn tôi nhá. Đúng rồi đấy Tân, ông cho bọn tôi xin lỗi nhá. Nể tình là bạn, ông bỏ qua cho bọn tôi nhá. Bạn ư? Đã bao giờ chúng mày thực lòng coi tao là bạn chưa? Ngày xưa hồi còn đi học, chúng mày không chơi với tao vì tao không có cha. Không chơi cũng được, nhưng mà tại sao chúng mày cứ lôi tao ra để châm chọc hả? Chúng mày có biết tao tổn thương như thế nào không hả? Khi mẹ tao mất, tao không còn gì cả. Tao quyết định lên thành phố, chúng mày cũng châm chọc tao. Nhưng mà thôi, nghĩ lại cũng phải cảm ơn chúng mày, vì những lời nói đó mà tao đã có thêm động lực làm việc, để rồi có được thành công như ngày hôm nay. Trước đây
Tao cứ nghĩ chúng ta là trẻ con nên chúng mày mới đối xử với tao như thế. Nhưng mà bây giờ lớn rồi, trưởng thành rồi, suy nghĩ ai cũng khác đi. Nhưng mà tao đã nhầm. Chúng mày chẳng có gì thay đổi cả. Làm bạn ư? Chúng mày không xứng đâu. Em chào anh ạ. Đồ của anh đấy ạ, tôi về trước. Alo, anh à? Anh định để em về sống ở cái nơi khỉ ho có cái này đến bao giờ? Chú cứ ở đó đi, đợi lúc nào tình hình ổn định anh sẽ cho người đón chú lên. Nhưng mà ấy, em làm sao mà sống ở cái nơi mà thiếu thốn đủ thứ như vậy được? Anh quyết rồi, anh chỉ muốn tốt cho chú thôi. Nếu chú không nghe anh thì cái chức giám đốc ấy không bao giờ rơi vào tay chú đâu. Nhưng mà làm ơn anh nhanh nhanh về đón em đi, chứ em cũng sống ở đây được lâu đâu. Tốt nhất thời gian này chú tu tâm dưỡng tính đi. Em biết rồi. Yes. Có ai nhà không? Có ai ở nhà không? Chú Tân về rồi đấy à? Bỏ ra. Đức báo là chú về nên chị chuẩn bị sẵn cơm nước rồi đấy. Chú vào rửa tay rồi vào nhà ăn cơm nhá. Nhà cửa thế này bà cũng cho người ở được à? Mất vệ sinh quá. Xin lỗi chú, tại chị sống ở quê nó vậy. Có gì chú chịu khó ở tạm nhá. Cần gì thì cứ bảo chị. Thôi, chú vào trong kia rửa tay rồi vào nhà ăn cơm nhá. Cất đồ hộ cái. Nước ngồi hãm thế. Thế này thì làm sao mà rửa tay? Không có lọc nước à? Ở quê này làm gì có mấy cái đấy đâu chú. Nước ở đây ý, đều là nước giếng khoan hết mà. Đúng là nhà quê. Chú ăn đi này. Cái gì thế này? Mấy món này tôi ăn không quen. Có tôm hùm hay là cua hoàng đế gì không? Ở quê chúng tôi làm gì có mấy món đấy. Mà kể cả có cũng làm gì dám mua mà ăn đâu chú. Không có, không có. Cái gì cũng không có. Cái nơi quê mùa này không biết bao giờ tôi mới thoát khỏi đây đây. Chẳng hiểu sao anh chàng tôi lại đưa tôi về cái nơi thì ho có cái đấy không biết. Ăn đi, tôi không nuốt được, tôi là ngoài hóng gió. Thế chú không ăn à? Không.
Này con bé kia, bị mù hay sao mà đi đứng kiểu như thế hả? Mắt để trang trí à? Tôi xin lỗi ạ, anh có làm sao không ạ? Sao sao cái gì mà sao? Bực cả mình, sáng ngày ra và phải nghe con bé nhà quê. Anh kìa, tại anh đi đường không nhìn đường, cứ nhìn vào điện thoại còn gì nữa. Tôi đã xin lỗi anh rồi, sao anh còn nói khó nghe như thế nhỉ? Tôi nói gì sai à? Hay là tôi phải nói là ôi, tôi va phải cô bé thành phố xinh đẹp à? Không có chuyện đấy đâu. Đúng là lỗ quê mùa. Quê mùa thì sao chứ? Nhà quê chúng tôi làm gì có đụng gì tới anh đâu. Lấy không đụng thì là gì hả? Anh đúng là... Là gì? Đúng là xui xẻo. Bực cả mình. Anh ơi, thằng kia nó ném đấy. Này, mày vừa làm cái trò gì đấy? Sao? Có chuyện gì à? Mày biết mày vừa đá cái lót chúng ai không? Tưởng gì, chứ đá chúng ai cũng vậy thôi. Tôi không quan tâm đâu. Con chó này, mày có tin bố mày đấm vỡ mồm mày cho mày đỡ ngông cuồng không hả? Chúng mày định làm gì? Chúng mày có biết tao là ai không? Làm gì á? Anh ơi, hình như thằng này nó mới về làm mình ở nhà bà Huyền. Em nghe nói là em của ông chủ tịch tập đoàn SVM gì đấy. Thế thì tốt rồi. Trùng hợp quá nhở. Sao? Chúng mày muốn gì đây? Muốn gì à? Tao muốn dạy cho mày biết cách cư xử một chút. Đập nó đã tao. Từ từ đã. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Đền, tôi sẽ đền cho các anh 10 triệu nhá. Tôi sẽ đưa cho các anh 10 triệu, coi như là đền bù. Hả? Thế sao? 10 triệu. 10 triệu thôi á? Mà nghĩ bọn bố mày là ăn xin à? Đập nó. 50 triệu. Các anh em cứ bình tĩnh đã. Tôi sẽ chuyển khoản luôn cho các anh 50 triệu. Nghe cũng xuôi ta đấy nhở? Nhìn có vẻ giàu phết đấy. Chuyển khoản luôn cho tao. Nếu không đủ ấy, tao nghĩ mày phải vào viện để phục hồi lại nhân phẩm đấy. Được rồi, các anh chờ tôi một chút. Anh nhập số tài khoản vào đây. Đợi tôi một chút. Alo, anh trai của tôi đâu? Tại sao tài khoản của tôi lại bị đóng băng hết thế? Thưa cậu, chủ tịch và các hoạt động của công ty đang bị điều tra. Các tài khoản đã bị đóng băng, nguy cơ phá sản rất là cao ạ. Cái gì cơ? Không, không thể nào. Sao? Không có tiền à? Tưởng giàu có thế nào? Lại thích to mồm à? Bây giờ tao sẽ cho mày biết thế nào là to mồm. Đập nó ra tao. Từ từ đã. Cái cứ bình tĩnh đã. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Bình tĩnh nhá. Này, cái kia. Mày đang làm gì vậy? Không phải việc của mày. Tránh ra đi, không tao đánh cả mày đấy. Các anh vô công rồi nghề, suốt ngày lêu lổng, rồi bắt nạt người khác thế này mà hay à? Người ta đã mới về làng rồi, các anh còn ỉ đông bắt nạt người ta nữa. Các anh có tin tôi hết ầm lên hay không? Đập nó. Khoan đã. Đánh tôi thì đánh, nhưng cớ sao
Cai lại đánh cô ấy? Đánh phụ nữ? Cai không thấy nhục à? Được, đập cả hai đứa nó cho tao. Bà con ơi, cướp, cướp. Chúng mày nhớ mặt tao ấy. Cô có sao không? Tôi xin lỗi nhá, vì tôi mà cô bị liên lụy. Tôi không sao. Anh có bị đau không? Mấy vết thương này có nhăn nhò gì đâu. Thế mà bảo không sao. Mà chuyện vừa nãy tôi va phải cô, tôi xin lỗi nhá. Đúng rồi đấy, anh xin lỗi tôi là đúng rồi. Người gì đâu mà ngang ngược. Tôi ngang ngược lắm à? Người thành phố các anh toàn chê người nhà quê chúng tôi. Nhưng mà đồ ăn của người thành phố cũng từ quê mà ra đấy. Trong cuộc sống này có nhiều thứ tiền không thể mua được đâu. Anh có biết là gì không? Có thứ gì mà không mua được bằng tiền chứ? Đấy là sự nghèo khó đấy. Tôi đùa thôi. Người nhà quê chúng tôi sống tình cảm lắm. Không phải chuyện gì cũng có thể đem tiền ra giải quyết được đâu. Tôi biết tôi sai rồi. Mà bây giờ tôi cũng nghèo rồi, không còn tiền nữa đâu. Hóa ra là anh nghèo, anh mới thay đổi đúng không? Khi nào giàu, anh lại trở lại như thế chứ gì? Không phải như thế mà. Chị có cần em giúp gì không? Đứa chổi đây, em quét cho. Mặt chú làm sao thế này? Em không sao đâu. Em bị ngã xe ấy mà. Như thế này mà bảo không sao. Đợi chị một chút, chị ra mua dầu xoa cho. Không nó sưng hết lên đấy. Thôi, không cần đâu. Em không sao thật mà. Chị đứa chổi đây, em quét cho. Tân, anh Đức. Em nghe nói anh vừa mới về. Mà sao, cuộc sống ở quê thấy thế nào? Cuộc sống ở quê khác xa thành phố anh ạ. Mới đầu em về chưa quen, nhưng mà dần dần thấy ở đây cũng yên bình, mọi người cũng thân thiện nữa. Thời gian qua ở đây em cũng học được nhiều điều rồi anh ạ. Thế à? Thế thì tốt rồi. Đấy chỉ là mặt kịch anh bày ra thôi. Chủ tịch, thời gian qua em vẫn theo sát cậu chủ. Tốt lắm. Em thấy thật sự cậu chủ đã thay đổi rất nhiều rồi ạ. Lần này cậu chủ đã vượt qua thử thách một cách xuất sắc. Đúng vậy. Tôi nghĩ nên cho nó về nhà đi. Quyết định lần này đưa nó về quê là đúng đắn mà. Cậu đưa tôi đến đấy đi. Tại vì tính chú ngang bướng quá. Bây giờ là giám đốc của FVM rồi thì phải đặt chữ nhân lên hàng đầu, hiểu chưa? Giám đốc là sao ạ? Chú rất phù hợp với vị trí đó. Thời gian qua anh có theo dõi chú.
Anh thấy chú thay đổi từng ngày, anh rất vui vì điều đấy. Em trai của anh làm tốt lắm. Bây giờ chúng ta về nhà thôi. Nhưng mà... À, chuyện tình cảm của chú là chuyện riêng của chú, anh không muốn xen vào. Nhưng anh tin em trai của anh không chọn nhầm người đâu. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ, cảm ơn anh. Chào em. Trang à, đã đến lúc anh phải đi rồi. Anh cảm ơn em. Cảm ơn em vì tất cả. Chính em đã giúp anh hiểu ra được giá trị của cuộc sống này và thay đổi con người của anh. Sao anh lại cảm ơn em chứ? Đấy là bản chất thật của con người anh mà. Em chỉ giúp anh đánh thức nó dậy thôi. Giờ thì anh phải về rồi. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn mà. Anh hỏi lại em một câu nhé. Thứ gì ở trên đời mà không mua được bằng tiền? Đấy là sự nghèo khó. Trước kia em đã từng đố anh rồi còn gì nữa. Em trả lời sai rồi. Đó chính là tình yêu của anh dành cho em. Anh yêu em. Em về cùng anh nhá. Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em. Em đồng ý nhá. Cậu có sao không? Dạ em không sao anh ạ. Thôi được rồi, để tôi đỡ cậu lên. Dạ. Em cảm ơn anh. Không có gì đâu. Thôi chết, vì giúp em mà quần áo anh bẩn hết rồi. Không sao đâu, chốc nữa anh về kia, anh rửa là sạch ngay ấy mà. Vâng ạ, anh mới về quê chơi ạ. Ờ, anh mới về quê hôm qua. Vâng, thế lúc nào rảnh anh qua nhà em chơi nhá. Được rồi, lúc nào rảnh ấy, anh sẽ qua nhà em chơi. Vâng, thế thôi em xin phép anh, em về trước ạ. Về tắm đi, cũng lạnh đấy. Em xin phép anh ạ. Ừ. Vâng, em về. Tân phải không nhỉ? Anh đây. Huyền đây à? Lâu rồi không gặp em. Nhìn em khác quá. Thôi, khỏi bắt tay đi. Người anh trông bẩn thế này mà đòi bắt tay tôi à? Anh xin lỗi, em quên mất. Mà vừa đi cấy về à? Sao trông người bẩn thế này? À không, anh... Mà thành công của anh đây à? Mấy năm trước anh bảo anh lên thành phố lập nghiệp rồi anh sẽ tự tin thành công. Không ngờ sau bao nhiêu năm quay lại thành công không thấy đâu, bây giờ quay lại chỉ làm ruộng thôi à? Có vẻ như em cảm thấy vui lắm khi tôi như thế này nhỉ? Sao anh lại nói thế được? Trông anh nghèo hèn thế này tôi vui sao được? Tôi chỉ thấy thương hại cho anh thôi. Thương hại tôi? Ngày xưa anh đồng ý cưới tôi thì có phải bây giờ anh sung sướng hơn không? Anh đừng đi. Anh quyết định rồi, anh phải đi. Nhưng anh lên đó làm gì chứ? Ở lại với em đi, rồi mình làm đám cưới luôn. Em bị làm sao vậy? Anh không có yêu em thì làm sao mà làm đám cưới được? Nhưng em yêu anh mà. À, em sẽ nuôi anh
Anh cứ thử yêu em đi. Anh không cần. Em về đi. Anh. Anh không có tình cảm với em. Thật đấy. Em nên tìm một chàng trai khác mà yêu. Anh đi đây. Chào em. Anh. Được lắm. Rồi anh sẽ phải hối hận cho mà xem. Chắc bây giờ anh thấy hối hận lắm phải không? Mấy năm lưu lạc thành phố, không sống được hay sao mà phải về quê làm ruộng thế này. Thảm thương thật đấy. Cảm ơn em. Nhưng bây giờ anh thấy cuộc sống của anh ấy đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Còn em nghĩ như thế nào ấy thì tùy em. Chị Huyền, em chào chị. Chào em. Ai đây? Đạt Fit, dáng ghẻ này. Nhìn chúng mày khác quá. Nhìn mãi, tao mới nhận ra đấy. Còn mày thì vẫn thế. Vẫn quê mùa một cục. Thì chúng ta sinh ra từ quê mà. Chẳng quê mùa, thì còn gì nữa. Này, mà đừng lôi từ chúng ta ra. Giờ ấy, chỉ có mày thôi. Anh Đạt nói đúng đấy. Giờ bọn tao khác rồi. Công việc thì nhàn hạ, có ô tô để đi. Chỉ có mày mới quê mùa một cục thôi. Mà mấy năm lên thành phố, tao tưởng mày thay đổi thế nào. Hóa ra vẫn phải về quê làm ruộng à? Này, chắc bố mẹ mày xấu hổ và nhục nhã lắm mới sinh ra được con như mày nhỉ. Này, mày nói tao thế nào cũng được, nhưng đừng lôi bố mẹ tao vào. Giờ tao thích lôi đấy, thì làm sao? Mày làm gì được tao? Mày... Ngày xưa đi học thì mày luôn đứng đầu lớp. Là bố mẹ tao luôn lôi mày ra để chửi tao. Lớn lên một chút, người mà tao thích mày cũng cướp mất. Mày có biết tao hận mày thế nào không? Hả? Sắp tới tao là trưởng phòng nhân sự của công ty FM Media đấy. Cái gì cơ? Em được làm trưởng phòng nhân sự của công ty FM Media á? Chị thấy bên đấy phỏng vấn cắt cao lắm mà. Có gì mà chị ngạc nhiên thế? Anh trai anh ấy làm giám đốc của công ty FM Media đấy. Chỉ cần anh ấy thích thì anh trai anh ấy bổ nhiệm thôi. Hóa ra là thế. Đúng là một người làm quan cả họ được nhờ mà. Có gì đâu chị. Bây giờ làm ở công ty này, có anh em làm giám đốc, em thích làm thì làm, em thích nghỉ thì em nghỉ, có vấn đề gì đâu. Nhất em rồi đấy nhá. Cho tôi hỏi, công ty truyền thông quảng cáo FPM Media có phải là công ty con của tập đoàn FPM không? Đúng. Mà thằng nhà quê như mày cũng biết đến công ty FPM cơ à? Có phải sắp tới mày được bổ nhiệm làm trưởng phòng nhân sự của FPM Media không? Mày điếc à? Phải. Tao làm trưởng phòng nhân sự của công ty FPM Media. Mày có phải phỏng vấn gì à? Mày giả ngu à? Hả? Vừa đấy mà không nghe cái Giang nói gì sao? Anh tao làm giám đốc nên tao được nhận thôi. Mà sao mày hỏi nhiều thế nhở? Có phải mày đang ghen tị với tao đúng không? Tao chả có gì phải ghen tị với mày cả. Tao chỉ tò mò một chút thôi. Tao thật không ngờ công ty FM Media lại tuyển người vô tội vạ và lạm dụng chức quyền như vậy. Này, mày tuổi gì nói công ty anh tao? Anh tao làm giám đốc, anh tao có quyền, anh tao thích làm gì thì anh tao làm. Mày có trách thì mày trách mày nghèo ấy. Thôi, anh đã nông dân rồi, giờ còn mắc thêm bệnh nhiều chuyện nữa à? An phận mà làm nông dân đi. Thôi, nể tình là chỗ quen biết ngày trước. Giờ thấy mày thế này, tao cũng thương. Sắp tới tao là trưởng phòng nhân sự rồi, mày có muốn vào làm không? Tao sắp xếp cho mày một vị trí nhá. Anh Đạt nói đúng đấy. Xem công ty có còn thừa vị trí nào không, xin cho Tân. Chứ thấy Tân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thế này, tội kiểu gì ý. Công ty tao đang thiếu vị trí dọn vệ sinh đấy. Để tao nhận mày nhá.
Vị trí đấy hợp với anh ta đấy. Tao cảm ơn, nhưng mà tao không cần. Thôi, không phải ngại đâu. Sắp tới tao làm trưởng phòng nhân sự rồi, thì tao có quyền tuyển người mà. Chúng mày đợi tao một chút. Ô, kinh nhỉ? Nhà quê dùng iPhone X à? Hàng tàu đấy anh ạ. Alo, chủ tịch ạ. Giám đốc hiện tại của công ty con FVM Media của tập đoàn mình là ai? Dạ, là anh Minh Dâu ạ. Em điều tra giúp anh xem, có phải anh ta đang lạm dụng chức quyền tuyển người vô tội vạ không? Anh đợi em chút. Mày làm như mày là chủ tịch ý nhở? Alo. Dạ thưa anh, giám đốc Minh Dâu có lạm dụng chức quyền, đưa anh em họ hàng thân thiết nắm giữ một số vị trí quan trọng của công ty mà không qua phỏng vấn năng lực anh ạ. Có chuyện như thế sao? Thôi rồi, em hủy tất cả các hợp đồng lao động mà anh ta đã ký và ngày mai phải lên tập đoàn giải trình cho tôi. Dạ vâng ạ. Nếu như anh ta có hỏi lý do ấy, thì bảo với anh ta lập tức gọi điện cho tôi. Dạ vâng ạ. Chắc là giả vờ đưa lên thôi, chứ thực ra không có gì đâu. Thôi, anh đã nông dân rồi, giờ còn mắc thêm bệnh nhiều chuyện nữa à? An phận mà làm nông dân đi. Loại người như anh ta thì ra lệnh được cho ai chứ? Chúng mày cứ đợi đấy. Alo. Thưa chủ tịch, giám đốc của chi nhánh SVM Media đây ạ. Là tôi đây. Cậu đã biết tội của mình chưa? Tôi có nghe trợ lý Tuấn Anh nói qua, nhưng thưa chủ tịch, tôi có làm gì sai đâu ạ. Đến bây giờ mà cậu vẫn còn chối cãi được à? Cậu lạm dụng chức vụ, tuyển người thân vào trong công ty làm vô tội vạ. Tôi không có như thế thưa chủ tịch. Thôi được rồi, cậu nói chuyện với em họ của cậu đi, cậu sẽ hiểu thôi. Mày nghe điện thoại đi. Sao tao lại phải nghe? Mày không nghe cũng được, sợ thì thôi. Sao tao phải sợ chứ? Alo. Đạt à, mày hại chết anh rồi. Anh Minh, em Đạt đây. Sao anh lại gọi cho thằng Tân à? Mày làm gì mà để chủ tịch tao giận như vậy? Cái người mà đang đưa điện thoại cho mày ấy là chủ tịch của SVM đấy. Chủ tịch gì ạ? Mày làm gì đắc tội? Đợt này chắc tao mất chức rồi. Vậy anh bị mất việc, thế còn chức trưởng phòng nhân sự của em thì sao ạ? Hóa ra mày là chủ tịch FVM á? Phải. Tao... Mày cho tao xin lỗi nhá. Tao không biết mày là chủ tịch FVM tại mày ăn mặc thế này với cả bùn đất nữa, thế nên tao tưởng... Biết tao là chủ tịch thì mày mới xin lỗi à? À, tao không có ý đấy đâu. Mày thôi đi, tao đã hiểu hết tất cả rồi, mày không cần phải giải thích gì cả. Nên tình bạn cũ, mày cho tao cơ hội nhá. Nếu là tao ấy, thì mày có muốn nhận một người luôn khinh thường người khác, có vẻ bề ngoài, để vào công ty làm không à? Tao vốn dĩ muốn bỏ qua tất cả mọi chuyện, vẫn mãi là bạn bè. Nhưng mà xem ra ấy, chỉ có tao nghĩ vậy thôi. Tao chỉ muốn nói với chúng mày một câu: một chiếc áo không làm nên một thầy tu. Đừng nhìn người khác ăn mặc giản dị và coi thường họ. Còn bây giờ ấy, tao không rảnh để nói chuyện với chúng mày đâu. Xem giúp em hợp đồng này đã ổn chưa ạ? Alo, Sơn à? Alo, Tân đây à?
Dạ vâng, cháu đây. Bác gọi cháu có việc gì không ạ? Dạ là mấy hôm nữa dỗ bác gái. Cháu sắp xếp thời gian vào về nhá. Nhanh quá bác nhỉ. Mới đó mà đã 3 năm rồi. Đấy, thế hôm ấy nhớ về nhá. Dạ vâng. Cháu biết rồi ạ. Rồi. Ông Sơn gọi cho anh à? Ông ấy gọi có việc gì thế? Bà kính mời anh về ăn dỗ. Vậy anh có định đi không ạ? Chuyện năm xưa ông ấy làm với anh vẫn còn nhớ chứ? Thôi, dù có chuyện gì ấy, thì cũng qua rồi mà. Biết đâu bây giờ họ đã nghĩ lại. Em nói vậy thôi, chứ chuyện gia đình của anh em cũng không dám tham gia nhiều. Nếu anh về thì để em về cùng anh. Hôm đó anh cũng muốn thử xem bây giờ họ đã thay đổi hay chưa. Anh định làm gì ạ? Hôm đó em sẽ biết. Vâng ạ. Sao hôm nay anh ăn mặc lạ thế? Chẳng là anh muốn khi anh về nhà, mọi người thấy anh ăn mặc giản dị thì mọi người sẽ nghĩ là sao? Hay là họ thấy anh có chút thành công nên muốn nhập vào thì sao? Em thấy anh nghĩ vậy cũng đúng. Vì trước giờ họ chưa bao giờ cư xử tốt với anh, mà bây giờ lại niềm nở mời anh về thì em cũng thấy lạ. Chính vì thế nên anh mới muốn chơi ván cờ này. Mà này, đồ anh dặn em mua ấy, em chuẩn bị đủ chưa? Anh yên tâm, em mua đủ cả rồi. Thế tốt rồi. Lát nữa, cậu dừng ở đầu làng nhá. Tôi sẽ tự đi bộ vào. Em với tài xế cứ đi đâu đó đi. Có gì anh sẽ gọi điện cho em. Vâng ạ. Bác Sơn ơi! Bác Sơn! Anh Tân! Anh về rồi ạ? Ờ. Anh vào nhà đi! Cả nhà chờ anh từ sáng đến giờ đấy! Ờ. Anh xin lỗi nhá! Công ty của anh có việc bận nên anh về hơi muộn. Không sao, không sao! Anh về là vui rồi! Anh vào nhà đi ạ! Ừ. Uống nước đi Tân! Bác xin ạ! Thế... đi đường có mệt lắm không hả con? Cũng bình thường thôi ba. À bác ơi, à? Nhân tiện về đây cháu có chút quà cháu biếu bác ạ. Đây là sản phẩm Rick Hair. Còn đây là sản phẩm Rick Skin. Tất cả các sản phẩm này là của công ty Kohino đấy. Mấy sản phẩm này dùng tốt lắm đấy, bác dùng thử đi nhá. Ôi giời ơi, con về chơi với gia đình để thắp hương cho bác gái là quý hóa lắm rồi đấy. Chứ quả cáp như này khách sáo làm gì. Có gì nhiều nhận đâu bác. Bác nhận cho cháu vui ạ. Được rồi, bác nhận. Dạ vâng ạ. À mà cơm nước bác cũng chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi. Đợi con về cái là ăn thôi. Giờ ta xuống dưới nhà ăn cho nóng nhá. Thôi đi nào. Không ngồi trong nhà uống nước, ra đây làm gì hả con? Cháu thấy không khí trong lành quá nên ra ngoài hít thở một chút ạ. Tân này. Dạ. Bác nghe nói là dạo này con làm chủ tịch của công ty gì to lắm đúng không? Chắc là kiếm được nhiều tiền đấy nhỉ? Cũng bình thường thôi bác ạ. Bác có việc gì? Bác cứ nói đi ạ. Đúng là chả giấu được con cái gì. Chả là thằng Đạt, em nó muốn mở công ty nhưng mà lại thiếu một chút vốn làm ăn. Con xem thế nào giúp nó cho bác với. Em đang còn thiếu bao nhiêu? 1 tỷ thôi anh ạ. Em thiếu 1 tỷ thôi. Em góp vốn chung với đứa bạn, anh giúp em với nhá. 1 tỷ? Số tiền lớn như vậy anh cần phải suy nghĩ đã. Ôi giời ơi, anh em với nhau có 1 tỷ thôi, anh suy nghĩ làm gì? Đợt này công ty của anh đang khó khăn,
anh phải bán cả xe đi để cầm cự công ty. Nên e là anh không thể giúp được em rồi. Anh nói thế là sao? Hay anh không muốn giúp? Rõ ràng như thế chứ còn gì nữa. Đúng là uổng công. Năm xưa mình còn kêu mang nó, còn cho nó chỗ ăn chỗ ở như thế. Đúng đấy. Anh nên nhớ, năm xưa là tôi cho anh chỗ ăn chỗ ở thì anh mới có ngày hôm nay. Chứ không ấy, lấy đâu ra? Bây giờ có 1 tỷ thôi cũng phải kỳ kèo. Hai người nói như vậy sao được à? Thực sự là công ty đang gặp khó khăn, thiếu vốn trầm trọng, chứ không phải là cháu không muốn giúp ạ. Thôi thôi ông ơi, ông tắt cái văn ý đi. Tưởng làm chủ tịch oai thế nào, có 1 tỷ thôi mà cũng phải kỳ kèo. Hóa ra hai người gọi cháu về đây là để vay tiền à? Để mới hồ hởi như vậy đúng không? Chứ còn gì nữa. Chứ ông nghĩ ông có cái gì mà để gia đình tôi phải xuống nước? Tưởng lên thành phố mở công ty nhiều tiền thế nào mới gọi về nịnh nọt. Chứ ông nghĩ ông có già lắm mà. Hóa ra bao lâu nay mà các người chẳng có gì thay đổi cả. Ây giời, bọn tao thì cần đếch gì thay đổi. Không có tiền cho vay thì cút đi cho nước ở trong nhá. Là còn ra vẻ đạo đức. Mặc thật quá đáng. Này, ông có tư cách gì mà nói gia đình tôi quá đáng? Nếu năm xưa nhà tôi không cho anh chỗ ăn chỗ ở thì liệu anh có được như ngày hôm nay không? Cái loại vô ơn mà. Đến bây giờ mà hai người còn dám nhắc đến hai chữ ơn huệ à? Năm xưa các người đối xử với tôi như thế nào, các người quên rồi sao? Được rồi, để tôi kể cho hai người nghe nhá. Tân, thằng Tân đâu rồi? Dạ, cháu đây ạ. Mày cầm lấy mấy bộ quần áo này, mang đi giặt, rồi phơi luôn đi nhá. Dạ vâng ạ. Thế cơm nước cái nào, sắp xong chưa? Dạ, cháu nói sắp xong rồi ạ. Cái gì? Sắp xong hả? Thế từ sáng đến giờ mày làm cái gì? Dạ, cháu dọn nhà xong, rồi đi chợ, cho lợn ăn ạ. Lại cãi? Chí cãi là giỏi thôi, chả được cái tích sự gì cả. Cháu... Cháu cái gì mà cháu? Nấu cơm đi, dọn cho tao ăn. Rồi nhanh nhanh mà giặt quần áo đi. Bác ơi, cháu ăn cơm xong rồi cháu giặt được không ạ? Không, phải làm hết rồi mới được ăn. Mà chỗ của mày là dưới bếp cơ mà. Đã ăn nhờ ở đậu còn không biết điều. Đúng là cái loại... Thôi, đi đi, làm đi. Dạ vâng ạ. Tôi không khác nào một thằng ngô xin ở trong cái nhà này cả. Ăn cơm thì phải ăn cơm thừa, vừa học vừa làm như một con chó. Còn chỗ ngủ thì phải ngủ ở trong nhà kho. Chỉ bằng đó thôi thì thử hỏi hai người còn dám nhắc đến chữ ơn huệ nữa không hả? Này, với hoàn cảnh lúc ý, cho anh chỗ ăn chỗ ở là tốt cho anh lắm rồi đấy. Bây giờ đến cái xe anh cũng phải bán đi thì anh có khác gì tôi ở đấy mà già vẻ. Chủ tịch, anh có sao không ạ? Anh không sao, em đến đúng lúc lắm. Chủ tịch ý ạ? Lại còn đi xe xịn nữa. Chẳng phải anh bảo công ty anh đang gặp khó khăn, phải bán xe đi sao? Làm gì có chuyện như thế được. Công ty của chúng tôi đang rất phát triển, thậm chí còn sắp có chi nhánh ở bên nước ngoài. Làm sao có chuyện bán xe trả nợ được. Chuyện này là sao? Chỉ là sau bao nhiêu năm, con muốn thử hai người xem hai người đã thay đổi những gì. Hay là chỉ vì nghe con thành công nên mới muốn nối lại tình xưa. Nhưng thật không ngờ hai người lại bày ra trò này. Ấy, con hiểu nhầm bác rồi. Bây giờ ấy, bác còn quý con hơn cả ngày trước ấy. Chẳng qua là... Thôi, bác không cần phải nói gì cả. Sống ở trên đời này ấy, tiền mất đi rồi thì có thể kiếm lại được, nhưng mà tình thân mất đi rồi ấy, thì khó có thể nối lại. Cũng cảm ơn hai người khi xưa đã cho con ở nhờ và rồi hành hạ con, nên con đã có ý chí quyết tâm cố gắng làm việc để rồi con đã có được thành công như ngày hôm nay. Con cứ nghĩ chuyện gì đã qua rồi
thì cứ để nó trôi qua đi. Mình sống vì hiện tại chứ không phải sống vì quá khứ. Nhưng có lẽ con đã sai lầm, còn quá thất vọng về hai người. Còn bây giờ ấy, chắc là con không nên ở lại đây nữa. Chào hai người, về tụi em. Ơ kìa, anh. Ấy,